Mọi người nhớ đăng ký và ấn like để nhận những thông báo mới nhất về tập mới ra nhé. Long Đàm, nhân tộc, cho dù ngươi luyện hóa Thánh Long bản nguyên, trước mặt của ta đã tấn thắng Cổ Long, có thể phát huy ra bao nhiêu bản nguyên chi lực chứ? Lần này ta phải báo thù huyết hận. Ơi, sợ ra muốn đi tìm nhân tộc đó để gây phiền phức rồi. Nhân tộc đó lại lợi hại như vậy sao? Vậy mà lại bước vào sâu hơn cả Tam Thúc. Đi, bám theo xem thử. Sâu như vậy, nhân tộc đó lẽ nào không sợ bước vào quá sâu, bị áp lực của Long Đàm đè lổ hay sao? Tam ca, cùng hỉ Tam ca tấn thắng Cổ Long, Long tộc ta lại tráng đại thêm một phần rồi. Tam ca làm sao vậy? Tấn thắng Cổ Long cũng không vui hay sao? Nhân tộc đó sao? Tam thúc có phải là diệt hắn rồi không? Các người nghe xem. Đây là tiếng gì vậy? Vậy mà có thể ảnh hưởng đến Long tộc huyết mạch của ta. Các người cẩn thận, có thứ gì đó đang đến. Thứ gì đang đến? Long uy này cũng mạnh quá đấy. Trong Long tộc chỉ có trưởng lão có thể mang đến cho ta áp lực thế này. Tam ca, chắc không phải là vị đó. Không phải vị đó. Cũng không thể nào là nhân tộc đó chứ. Không sai, chính là hắn. Đùa gì vậy chứ, một nhân tộc sao có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy? Ơi, đúng vậy, trước mắt huyết trùng này chính là 5.000 trượng rồi. Sao có thể là 1.500 trượng chứ? Dựa vào cái gì? Sức mạnh của ta vất vả tu hành nhiều năm mới tu được. Nhân tộc này bước vào Long Đàm đã dễ dàng tấn thăng rồi. Bất công như vậy. Đến nay chính là thời khắc mấu chốt đột phá của nhân tộc đó. Nếu như ta ra tay vào lúc này, không được, ta không thể nào làm ra việc sỉ nhục Long tộc như vậy. Người này tấn thăng không biết lúc nào mới kết thúc đây. Các ngươi cẩn thận đi vòng qua đi. Tiến về nơi sâu thẳm ở trong Long Đàm tu hành là được. Vậy Tam ca ngươi thì sao? Ta lại xem. Vậy Tam ca hãy cẩn thận đấy. Đi. Huyết trùng.